eo biển Đài Loan tiếp tục dậy sóng. Quân đội Trung Quốc cảnh báo cao độ khi tàu khu trục Mỹ đi qua khu vực này. Cùng lúc, theo Bloomberg, chính quyền đảo Đài Loan vừa mua 400 tên lửa chống hạm của Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Ở châu Âu, Thụy Điển tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong hơn 25 năm. Liên quan đến xung đột Đông Âu, Brazil phản đối việc Mỹ hạ thấp quan điểm của Tổng thống Lula về Ukraine. Ukraine xác nhận không tìm thấy vũ khí Trung Quốc trên chiến trường. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quân đội Trung Quốc hôm 17 tháng 4 tuyên bố họ đang giám sát và theo dõi các hoạt động của tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Milius của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Khu Đông, Đại tá Sĩ Nhất, đã đưa ra báo động cao toàn thời gian, đồng thời tuyên bố kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh, hòa bình, ổn định của Trung Quốc. Tuyên bố được phía Trung Quốc đưa ra sau khi tàu khu trục của Mỹ thực hiện chuyến hành trình đi qua eo biển Đài Loan vào cuối tuần qua. Washington cho rằng đây là một nỗ lực nằm trong cam kết giữ gìn khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ khẳng định rằng quân đội Mỹ đã đi qua và hoạt động theo luật quốc tế, chuyến hành trình của tàu khu trục Mỹ đã bắt đầu trong một tháng qua, nhưng việc đi qua eo biển Đài Loan hôm 16 tháng 4 là lần đầu tiên sau cuộc họp của bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Bắc Kinh đã phản ứng lại sự kiện này bằng cách thực hiện cuộc tập trận 3 ngày, bao gồm cả những mô phỏng tấn công vào đảo Đài Loan. Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA Trung Quốc vẫn điều thêm tàu chiến đến eo biển Đài Loan và duy trì hiện diện quân sự sau khi kết thúc tập trận. Bộ Quốc phòng Đài Loan báo cáo rằng họ ghi nhận 18 máy bay chiến đấu và 4 tàu hải quân của Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo. Hiện phía Đài Loan vẫn giám sát tình hình. Hãng truyền thông Bloomberg mới đây cho hay đảo Đài Loan sẽ mua 400 tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ nhằm mục tiêu đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Các nguồn thạo tin nói với Bloomberg rằng, Lầu Nam Góc đã thông báo một hợp đồng trị giá 1,17 tỷ đô la để bán 400 tên lửa chống hạm hôm 7 tháng 4, song không tiết lộ bên mua cụ thể. Lầu Nam Góc dự kiến việc sản xuất tên lửa sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2029. Bloomberg đã chỉ ra rằng đảo Đài Loan chính là bên mua số tên lửa này. Lầu Nam Góc đã từ chối bình luận thêm về thông tin do Bloomberg đưa ra, nhưng nói rằng Mỹ sẽ làm mọi cách để cung cấp cho Đài Loan các thiết bị và dịch vụ cần thiết nhằm tăng cường khả năng tự vệ. Năm 2020, Đài Loan cho biết sẽ mua tên lửa chống hạm Harpoon do hãng Boeing của Mỹ sản xuất để hiện đại hóa quân đội. Theo Bloomberg, hợp đồng giữa Bộ Tư lệnh Hệ thống Phòng không Hải quân Mỹ và Boeing đánh dấu lần đầu tiên tên lửa chống hạm có phiên bản di động. Cũng liên quan đến tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan, ngoại trưởng Úc bà Penny Wong đã lên tiếng cho rằng nếu xảy ra cuộc chiến ở khu vực này, đó sẽ là thảm họa cho tất cả và không có nước nào là bên chiến thắng. Bà khẳng định ưu tiên của Canberra là làm giảm sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Phát biểu trong một buổi họp báo, bà Young đã dập tắt những suy đoán điên cuồng về tình hình Đài Loan của hai tờ báo lớn ở Úc. Bà đã gọi đó là những trò chơi phòng khách đầy nguy hiểm. Tháng trước, tờ The Angle và City Morning Herald đã dự đoán rằng Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan trong vòng 3 năm tới. Bà Yong khẳng định, Úc hoàn toàn phản đối hành động đơn phương nhằm thay đổi tình hình khu vực cũng như các mối đe dọa gây áp lực. Chính quyền Canberra không muốn thấy cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc dẫn đến xung đột quân sự. Vì ngoại trưởng cảnh báo, đó là cuộc đối đầu kinh hoàng nhất trong nhiều thập niên qua. Bà Yang khẳng định rằng, chính phủ Úc sẽ ưu tiên làm giảm căng thẳng để không xảy ra xung đột và thúc giục các quốc gia khác cũng làm như vậy. ở châu Âu, Thụy Điển hôm 17 tháng 4 đã triển khai cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong hơn 25 năm trong bối cảnh tiến trình gia nhập NATO của nước này đang gặp trở ngại. Trong cuộc tập trận Aurora 23 kéo dài đến ngày 11 tháng 5, 26.000 quân nhân đến từ 14 nước, trong đó có Mỹ, Anh, Ukraine sẽ tham gia các bài diễn tập quân sự trên biển, trên đất liền và trên biển ở phía nam Thụy Điển, gần đảo Gotland ở biển Baltic. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Thụy Điển nêu rõ, Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng phối hợp và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thụy Điển trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này. Thụy Điển cùng với quốc gia láng giềng Phần Lan đã chấm dứt chính sách trung lập về quân sự kéo dài nhiều thập kỷ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hai nước cùng nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, Phần Lan đã được toàn bộ 30 nước thành viên liên minh phê chuẩn trở thành thành viên thứ 31 của khối vào ngày 4 tháng 4. Trong khi đó, nỗ lực gia nhập của Thụy Điển hiện vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến Brazil, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du năm quốc gia Mỹ Latin của ông kéo dài 5 ngày. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Brazil, Mauro Vieira Brasilia Ông Lavrov đã cảm ơn những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine của Brazil. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói, Moscow biết ơn người bạn Brazil vì họ hiểu rõ nguồn gốc của tình hình. Trước đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho biết, ông đã thể hiện mong muốn làm trung gian hòa giải xung đột giữa Nga và Ukraine trong chuyến công du của ông đến Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE gần đây tuy nhiên việc nhà lãnh đạo brazil kêu gọi các nước phương tây ngừng khuyến khích chiến tranh và chấm dứt đưa vũ khí đến chiến trường đông âu đã khiến mỹ lên tiếng chỉ trích người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia john kirby cáo buộc tổng thống lula sai lầm khi cho rằng mỹ châu âu không quan tâm đến hòa bình và nga lẫn ukraine đều phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột kể từ khi đắc cử tổng thống brazil ông lula luôn giữ lập trường trung lập xây dựng hình ảnh là người trung gian giải quyết xung đột ukraine hồi đầu năm ông đã từ chối đề xuất của đức về việc viện trợ đạn dược cho ukraine Cũng trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 4 tại Brasilia, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira đã nói với báo giới rằng ông không hiểu vì sao Mỹ lại chỉ trích những nhận định của Tổng thống Lula da Silva về cuộc chiến ở Ukraine. Theo Reuters, Nhà Trắng đã chỉ trích quan điểm của Tổng thống Brazil khi ông cho rằng phương Tây đang khuyến khích cho xung đột ở Ukraine. Nhà Trắng đã nói rằng ông Lula đang lặp lại như một con vẹt những lời tuyên truyền của Nga và Trung Quốc người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia mỹ ông john kirby đã nói tổng thống lula đơn giản là đang bị lạc lối ngoại trưởng vera đáp lại rằng tôi không đồng ý với những điều đó tôi không biết tại sao họ lại kết luận như vậy theo reuters ông lula đã thể hiện rằng ông ấy là một bên trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình để kết thúc cuộc chiến ở ukraine đề xuất của ông lula dựa trên chính sách truyền thống của brazil là cởi mở ngoại giao và không can thiệp trong khi đó kiev Washington và các đồng minh khác lại cho rằng lệnh ngừng bắn là khi Nga rút khỏi các lãnh thổ đang chiếm đóng của Ukraine và Ukraine có quyền dùng vũ khí của phương Tây để đẩy lùi quân Nga. Bộ trưởng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho biết nước này chưa tìm thấy bất kỳ vũ khí nào của Trung Quốc được Nga sử dụng trên chiến trường. Vị quan chức nói, nếu có phát hiện mới, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho người dân Ukraine và cả thế giới. Bộ trưởng Danilov đồng thời một lần nữa nhắc lại việc Nga đã sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất trong cuộc xung đột ở nước này. Trung Quốc đã công khai ý định trở thành bên trung gian giải quyết chiến sự ở Ukraine bằng đề xuất hòa bình 12 điểm, được công bố hồi 24 tháng 2, ngày đánh dấu cuộc xung đột tròn một năm. Hôm 14 tháng 4, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương khẳng định, bắc kinh không bán vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến tuy nhiên vừa qua tân bộ trưởng quốc phòng trung quốc lý thượng phúc đã đến thăm moscow và có cuộc gặp với tổng thống nga vladimir putin cả hai đã ca ngợi sự hợp tác quân sự giữa đôi bên vốn được hai nước tuyên bố là mối quan hệ đối tác không giới hạn đáng chú ý bộ trưởng lý còn nói ông chọn nga làm điểm công du đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình nhằm nhấn mạnh tính chất đặc biệt và tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ song phương giữa nga và trung quốc Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA hôm 17 tháng 4 xác nhận Argentina chính thức thay thế Indonesia trở thành chủ nhà giải vô địch bóng đá U20 thế giới. FIFA cuối tháng trước đã tước tư cách đăng cai của Indonesia do vấn đề liên quan đến tuyển U-20 Israel, một trong những đội đủ điều kiện tham dự vòng chung kết. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng Indonesia đã để yếu tố chính trị tác động đến thể thao khi chính quyền đảo Bali từ chối sự hiện diện của các cầu thủ Israel. Liên đoàn bóng đá Argentina sau đó đã nộp đơn dự thầu tổ chức World Cup U-20. Trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 4, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết Việc giải đấu năm nay diễn ra ở một đất nước sống và thở cùng môn bóng đá sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho các ngôi sao trẻ. Theo cơ quan quản lý bóng đá thế giới, lễ bốc thăm World Cup U20 2023 sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tới, 21 tháng 4 tại trụ sở FIFA ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Giải đấu dự kiến khởi tranh từ ngày 20 tháng 5 đến 11 tháng 6. Argentina từng đăng cai World Cup U20 vào năm 2001. Hiện quốc gia này đang cùng Uruguay, Chile và Paraguay nộp đơn dự thầu tổ chức vòng chung kết World Cup 2030